kính chào quý vị trân trọng kính mời quý vị nghe một bút ký với tựa đề vào vùng bắn giết được viết bởi đại tá donald summers người dịch ông vũ đình hiếu những đơn vị chính quy bắc việt và việt cộng đã ung dung trên đất lào và miên tránh được những cuộc hành quân càn quét của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và Đồng Minh. Tuy nhiên, có một đơn vị đặc biệt vẫn bí mật xâm nhập qua Lào và Miên do thám tìm kiếm dấu vết của địch. Quân đội Bắc Việt, Việt Cộng đã thiết lập những căn cứ tiếp vận, hậu cần, bệnh viện, huấn luyện và trạm dưỡng quân trên đất Lào và Miên. Đến năm 1970, ông hoàng sianuk bị lật đổ và nước cambodia có vị thủ tướng mới tình hình chính trị cambodia thay đổi quân lực việt nam cộng hòa và hoa kỳ thảo kế hoạch đưa quân vào đất miên trong khi đó đơn vị macvsog ra lệnh cho cả ba bộ chỉ huy bắc trung nam ccn ccc ccs đưa những toán biệt kích xâm nhập vào đất miên cũng như khu vực phía nam nước Lào để dò thám, lấy tin tức cho Bộ Tư lệnh Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh soạn kế hoạch tấn công. Nhiều toán biệt kích SOG được đưa vào dò thám khu vực trong tỉnh Ratanakiri, nơi phía bắc Cambodia, giáp ranh với miền nam nước Lào vì tình nghi quân đội Bắc Việt tập trung trong khu vực này. Rotanakiri là một vùng rừng núi, cây cối rất rậm rạp, che chở các hoạt động của địch trên mặt đất mà phi cơ thám thính không thể nào khám phá ra được. Thả biệt kích xâm nhập cũng là một vấn đề cho các phi công trực thăng. Vì rừng núi quá rậm rạp, tìm ra được một bãi đáp trực thăng thật là khó khăn thường các toán biệt kích phải leo xuống bằng thang dây qua những lỗ hỏng giữa một vùng biển xanh của lá cây hoặc trực thăng phải đáp trong thung lũng chật hẹp rất dễ bị phục kích ba ngày sau khi lon nôn lên cầm quyền một hợp đoàn trực thăng bikini đây là danh hiệu của phi đoàn 170 trực thăng làm việc cho đơn vị SOG dưới quyền phi công trưởng Trần úy James Blake đưa toán biệt kích Pennsylvania xâm nhập tỉnh Ratanakiri. Toán biệt kích có nhiệm vụ dò thám sự chuyển quân của quân đội Bắc Việt vào tỉnh Ratanakiri để kiểm soát khu vực này sau khi thái tử Sihanouk bị lật đổ. Toán biệt kích Pennsylvania dưới quyền chỉ huy của Trung úy Jerry Poole toán phó là trung sĩ nhất John Poronsky, trung sĩ Gary Hahn, hiệu thính viên và năm biệt kích quân người thượng. Trong vòng một tiếng đồng hồ xâm nhập, toán biệt kích bị đơn vị truy lùng biệt kích, truy kích để tiêu diệt. Toán biệt kích Pennsylvania phải chạy về hướng Tây Nam, nơi họ xâm nhập, băng qua những khu rừng rậm rạp, núi dốc cao đến độ gần như kiệt sức mỗi khi toán biệt kích ngừng lại để nghỉ mệt địch quân đuổi theo bén gót và toán biệt kích phải chạy sâu vào khu vực núi non để tránh phải chạm súng với địch quân đêm đầu tiên họ được nghỉ ngơi để lấy lại sức vì trời tối địch quân không dám đuổi theo sợ rơi vào ổ phục kích nhưng trời vừa rạng sáng đơn vị truy lùng biệt kích của cộng quân bắt kịp và toán biệt kích phải tiếp tục chạy tìm đường thoát qua đêm thứ hai lính bắc việt càng gần toán biệt kích hơn dường như toán biệt kích không thể đánh lạc hướng địch quân được qua ngày thứ ba địch quân đem chó săn theo đi lùng toán biệt kích gần như kiệt sức tuyệt vọng thu báo cáo về bộ chỉ huy hành quân Prairie Fire yêu cầu triệt xuất. Toán biệt kích Pennsylvania phải bỏ dở nhiệm vụ do thám, nếu không sẽ bị giết hoặc bắt sống. Và lại, cả toán đã kiệt sức mà vẫn không thoát được sự truy kích của địch quân. Báo cáo yêu cầu triệt xuất xong, toán biệt kích phải tiếp tục chạy leo lên một ngọn núi kế tiếp sáng ngày 24 tháng 3 năm 1970, phi hành đoàn 4 chiếc Slick, phi đoàn 170 cùng với phi hành đoàn 4 trực thăng võ trang ah 1 chi Cobra hộ tống vào trung tâm hành quân để được nghe thuyết trình về tình trạng toán biệt kích Pennsylvania. Red Lead là danh hiệu của chiếc Slick dẫn đầu cho chuẩn úy James E. Lake ngồi ghế phi công chính. Phi công phụ là Johnny Kemper. Lech đã ở Việt Nam được 11 tháng, thâm niên nhất trong đám. Kemper cũng đã phục vụ lâu, nhưng trong phi đoàn trực thăng võ trang Buccaneer. Đại úy Michael David O'Donnell bay chiếc Slick thứ ba Red 3, mặc dầu cấp bậc cao hơn nhưng ít kinh nghiệm hơn lấy, nên bay bên cánh của hợp đoàn trực thăng. Trong đơn vị SOG, kinh nghiệm có nghĩa là sự sống chết của phi hành đoàn trực thăng và của toán biệt kích. Theo sự đồng ý của mọi người, người có kinh nghiệm nhiều nhất sẽ chỉ huy không màng tới cấp bậc. Người phi công phụ bay với O'Donnell là chuẩn úy John C. Hippie Hoskins, chiếc trực thăng mang số 68-15262 của Đại úy O'Donnell còn có hạ sĩ Rudy Becker cơ khí và xạ thủ đại liên hạ sĩ Berman Gano. Cả hai đều có nhiều kinh nghiệm vượt biên. Đơn vị SOG lúc nào cũng có nhiều toán biệt kích hoạt động trên đất Lào và Miên nhưng buổi thuyết trình ban sáng tập trung vào tình trạng nguy ngập của toán biệt kích pennsylvania và cần được triệt xuất khẩn cấp toán biệt kích đã báo hiệu prairie fire cánh đồng lửa cháy để yêu cầu triệt xuất khi nào toán biệt kích đã tìm ra bãi đáp mấy chiếc slick sẽ bay vào bốc toán biệt kích ra sau khi nghe thuyết trình xong hợp đoàn trực thăng Bikini được 4 chiếc Panther trực thăng võ trang copra thuộc phi đoàn 361 cũng làm việc cho đơn vị SOG hộ tống bay lên căn cứ hành quân tiền phương Đắc Tô đợi tín hiệu cấp cứu của toán Pennsylvania bay bao vùng toán biệt kích Pennsylvania có phi cơ thám thính Covey FAC do đại úy không quân Melvin Irvin lái. Có thượng sĩ Charles Scepter ngồi ghế sau. Thượng sĩ Scepter cũng thuộc đơn vị SOG, liên lạc thường xuyên với trung úy Poole, trường toán và trung sĩ Bronsky hiệu thính viên. Trung úy Poole cho biết toán biệt kích phải chạy từ sáng đến giờ và địch quân đuổi theo bén gót. Thượng sĩ Scepter biết phải cứu toán biệt kích, gọi một phi tuần khu trục A-1 Sky Raider lên thả bom, bắn hỏa tiễn trận toán quân truy kích Bắc Việt lại. Hai chiếc khu trục nhào xuống thả bom Napan, làm toán quân Bắc Việt chậm lại, tạo một khoảng cách cho toán biệt kích. Nhưng sau đó lửa cháy lan rộng ra cánh rừng làn khói ngăn cản sự oanh kích và gây khó khăn cho phi cơ quan sát. Rồi Trung Ý Phun báo cáo, toán biệt kích bị lửa bao quanh và quân Bắc Việt cũng ở gần đó. Trong thời gian hai chiếc Sky Raider oanh kích, Scepter lo chuyện bốc toán biệt kích. Ông ta gọi cho Phu, bảo họ di chuyển đến một bãi đáp gần nhất nơi hướng Tây Nam vị trí hiện tại của toán biệt kích, gần cuối thung lũng hẹp với dốc đá dựng đứng treo leo. Trung Úy Phu đáp nhận, nhưng yêu cầu tiếp tục oanh kích để cầm chân địch quân và hy vọng toán biệt kích Pennsylvania sẽ đến được bãi đáp khoảng 11 giờ 30 phút. Tiếp theo, Thượng sĩ Scepter gọi về Đắc Tô yêu cầu hợp đoàn lên gấp và mấy chiếc Cobra Panther sẽ vào bắn hỏa tiễn xung quanh bãi đáp từ căn cứ hành quân Đắc bốn chiếc Panther cất cánh, hai chiếc Slick do Lick dẫn đường và O'Donnell bay theo. Khoảng 20 phút sau, hợp đoàn trực thăng đến vị trí toán biệt kích đang bị bao vây. Hai chiếc Sky Raider vẫn còn bay trên cao. Phi cơ quan sát cầu vây cho mấy chiếc Cobra biết vị trí của toán biệt kích và tọa độ của lính Bắc Việt. Ngay lập tức, chiếc Cobra dẫn đầu nhào xuống bắn hỏa tiễn, đại liên minigun sáu nòng xuống, chung quanh vị trí toán biệt kích. Mấy chiếc Cobra còn lại và hai chiếc Slick đợi cho toán Pennsylvania di chuyển ra bãi đáp. Chiếc Cobra dẫn đầu bắn hết hỏa tiễn và đạn đại liên nhanh chóng nên phải bay về Đắc Tô để lấy thêm đạn dược và trang bị lại tình hình trên mặt đất trở nên quá bết bát. Trung Úy Phun báo cáo đã phải nổ súng chiến đấu vì địch quân bám theo rất cận kề sát rạp. Trong tình thế hiện tại và vị trí của toán biệt kích, anh ta sẽ cho toán biệt kích tuột dốc xuống thung lũng rồi di chuyển đến bãi đáp sau. Không thể đi thẳng ra bãi đáp trực thăng được. Trên bầu trời, Phi tuần trưởng Lake cho biết, anh ta chỉ còn hơn một tiếng đồng hồ nhiên liệu thôi. Ra lệnh cho O'Donnell tiếp tục bao vùng, còn anh ta bay về Dacto lấy thêm nhiên liệu và dắt hai chiếc trực thăng Slick còn ở Dacto bay lên tiếp cứu. Chiếc Cobra về đến Dacto, Lex và Camber cho phi hành đoàn. Hai chiếc Slick biết tình trạng nguy ngập của toán biệt kích Pennsylvania và họ phải lên vùng gấp để đến phiên O'Donnell cùng mấy chiếc Cobra về lấy thêm nhiên liệu. Khoảng 45 phút sau, ba chiếc slick cất cánh. Trên một chiếc slick có chuẩn úy William Step, phi công phụ là chuẩn úy Alan Hoffman. Cả hai đều mới trong đơn vị SOG. Hoffman mới vừa qua Việt Nam trên đường đến mục tiêu, họ nghe tình hình toán biệt kích Pennsylvania qua những lời đối thoại giữa chiếc Covey và Trung úy Poor. Tình trạng toán biệt kích càng lúc càng nguy kịch. Trong thời gian lịch bay về Đắc Tô, đính Bắc Việt tiến sát lại gần toán biệt kích. Toán biệt kích Pennsylvania vừa chống trả vừa chạy băng qua khu rừng rậm rạp về hướng bãi đáp mấy chiếc slick còn 10 phút nữa mới đến nơi được. Toán biệt kích đã chạy đến bờ thung lũng và bắt đầu đổ dốc. Không may cho Poon, anh bị ngã và bị sái chân nơi mắt cá. Anh ta báo cáo lên chiếc cầu vây, địch quân đã đuổi kịp và anh ta không thể chạy được nữa. Gần như tuyệt vọng, Poon hỏi Scepter, chiếc slick đâu rồi? Và được trả lời, đang trên đường tới. Phu nhìn thấy chiếc slick nhỏ, ồ đơn nèo lái đang bay vòng vòng trên bãi đáp. Phu nói, tôi không thể đi được nữa rồi. Anh không dám vào bốc tôi, anh là con gà chết. Ngay bây giờ không còn thì giờ nữa. Phi đoàn Bikini 170 có một truyền thống rất đáng hãnh diện. Anh đưa biệt kích SOG vào. Anh phải bóp họ ra. Không do dự, đại úy O'Donnell báo cho chiếc cầu về. Anh ta bay vào một mình để cứu toán biệt kích. Blake nghe được trên hệ thống truyền tin ngăn lại. Nói ráng chờ ít phút nữa đi. Anh ta sắp tới mà. O'Donnell trả lời. Toán biệt kích Pennsylvania đang trong tình hình nguy ngập không còn phút nào nữa. Nói xong, O'Donnell bay vào thung lũng, hạ thấp xuống, đợi toán biệt kích chạy lại chiếc trực thăng. Từng phút một trôi qua dài như một thế kỷ. Lịch đã đến mục tiêu đang bay vòng vòng trên đầu. Rồi chiếc trực thăng từ dưới thung lũng bốc lên cao khoảng 200 bộ. O'Donnell báo cáo tôi đã bốc được cả toán biệt kích 8 người rồi, đang trên đường ra khỏi thung lũng. Trên không, Lake, Camper và các phi công Cobra đều mừng rỡ. Bỗng dừng, không có dấu hiệu báo trước, chiếc trực thăng của O'Donnell nổ tung giữa trời, bốc cháy. Với tốc độ bay vẫn còn, chiếc trực thăng rơi xuống cánh rừng cách khoảng 300 thước mọi người chứng kiến đều sửng sốt trong giây lát. Đại úy Michael Jimison Panther 21, người lái chiếc Cobra bay theo Donnell và thung lũng lên tiếng. Để ông ta bay vào quan sát cho rõ. Hai chiếc Cobra bay vòng ra đầu thung lũng, hạ thấp cao độ, đã bay thật nhanh vào chỗ chiếc Slick bị rơi. Chợt tiếng đạn nổ vang dội cả khu vực thung lũng, chấp đen từ loa chen lửa đạn lửa bay qua bay lại Jimison báo cáo không thấy gì dưới sàn thung lũng và hỏa lực phòng không của địch thì rất mạnh rồi một tiếng nổ lớn phát ra từ chiếc trực thăng bị rơi tiếp theo là cuộn khói đen bốc lên rồi lửa cháy lan ra chung quanh lech muốn bay và quan sát thêm lần nữa ra lệnh cho hai chiếc Slick vẫn giữ nguyên cao độ. Slick bay vào cuộn khói đen. Chiếc trực thăng của ốc đồn bị rơi nơi cuối thung lũng. Hai bên là vách đứng. Cũng như mấy chiếc Cobra, Slick trông thấy đạn nổ chung quanh chiếc trực thăng. Lính bộ binh Bắc Việt bố trí dọc theo hai bên vách núi. Chỉ cần tiểu liên AK-47 cũng có thể bắn rơi phi cơ bay vào khu vực thung lũng giữa hai vách núi chiếc trực thăng lâm nạn đã nổ tung bốc cháy như lòng thung lũng dưới những tàn cây rậm rạp che khuất không thể đáp trực thăng và rất nguy hiểm khi bay vào thung lũng nhận định qua tình hình biết cũng chẳng làm được gì hơn ra lệnh cho hợp đoàn trực thăng quay trở về căn cứ hành quân tiền phương đắc tô đại úy o'donnell Hoskins, Beckera, Gendel và tất cả biệt kích quân trong toán Pennsylvania được liệt kê mất tích. Hồ sơ trong quân đội Hoa Kỳ không thấy có một toán biệt kích nào khác được đưa trở vào khu vực. Họ sẽ ngủ yên một thời gian lâu dài. Ngày 16 tháng 11 năm 1993 một toán tìm kiếm thâu hồi JFA 94 2C xác quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong vùng Đông Nam Á đến khu vực chiếc trực thăng của đại úy O'Donnell bị rơi. Toán tìm kiếm được trực thăng đưa đến một ngọn đồi nhỏ cách thung lũng khoảng 500 thước rồi bắt đầu lội bộ đi vào vị trí chiếc trực thăng khu vực rừng núi trên đất miền vẫn rậm rạp như muôn thỏ Mỗi cây số đường núi rừng, đoàn người đi tìm mất hai tiếng rưỡi đồng hồ. Toán người đi tìm lục soát xung quanh khu vực, nhưng tìm không ra được xác trực thăng. Qua ngày 18 tháng Giêng năm 1994, Toán đi tìm phỏng vấn ông Lê Thanh Minh ở Con Tum. Ông Minh cho biết trong tháng 4 năm 1993. Khi đi tìm nhôm, ông ta tìm thấy một xác trực thăng bị rơi ở bên miên. Ông ta tìm thấy xương người, ba tấm thẻ bài, hộp cứu thương, first aid và một ba lô. Ông ta cũng nghe nói có người bên Lào tìm được đồng hồ, nhẫn và một khẩu súng CAR-15, bốn được trang bị cho biệt kích. Ông ta nói thêm khu vực trực thăng bị rơi trải rộng khoảng 100 thước. Đuôi trực thăng bị gãy lìa, có sơn con số 262. Ông Minh trao lại cho toán người đi tìm hai thẻ bài của Geno và một của Oskin và 15 mẫu xương. Đến tháng Giêng năm 1998, đoàn người đi tìm quay trở lại khu vực chiếc trực thăng bị rơi và họ đã thành công. Phần còn lại của tất cả mọi quân nhân phi hành đoàn trực thăng và toán biệt kích Pennsylvania được thâu hồi cùng với vũ khí, thẻ bài, vật dụng cá nhân. Sau mấy chục năm ngủ yên trong vùng đường núi trên đất miên, những quân nhân can đảm thuộc phi đoàn trực thăng 170 cùng với toán biệt kích Pennsylvania đã trở về trong danh dự vũ đình hiếu